Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 13 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung là rà soát xem xét những nội dung còn lại trước khi trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại các đảng bộ trực thuộc. Bắt cầu kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển là nội dung của một nghe người dân nói kỳ này. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 33. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét quyết định 14 nhóm nội dung tại phiên họp, cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là phiên họp để rà soát, xem xét những nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, cũng như xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự thảo hai nghị quyết bao gồm nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với 5 báo cáo định kỳ trình Quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Trong đó sẽ xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2024. Về các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 4 nội dung, trong đó có quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Chiều nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long và đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Quyền ủy Long Hồ về công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện công tác quy hoạch cán bộ, nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban tham mưu của Tỉnh ủy. Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Hồ cho biết, đến nay huyện thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban nhân sự văn kiện. Công tác quy hoạch rà soát bổ sung quy hoạch kịp thời đúng quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo tỷ lệ tiêu chuẩn điều kiện về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cơ cấu nữ, cơ cấu độ tuổi ở các đảng bộ cơ quan đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ mới của Đảng bộ huyện Long Hồ. Trong đó đáng chú ý là đã bám sát các quy định để thực hiện tốt công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch các chức danh theo quy định, đảm bảo số lượng cơ cấu đạt yêu cầu đề ra. Huyện cũng đã quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn lý luận chính trị, bố trí phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm chú ý trong việc chuẩn bị bố trí nhân sự trước đại hội tại các ngành địa phương, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tích cực chuẩn bị thật tốt về văn kiện và nhân sự phục vụ đại hội. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp phải được cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định nguyên tắc của Đảng, nhất là cái nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ cái thẩm quyền trách nhiệm của cấp ủy và tổ chức Đảng, nhất là những người đứng đầu. Công tác nhân sự này rất là quan trọng, cho nên là bây giờ phải tập trung lãnh đạo ngay từ bây giờ. Chúng ta bám vào những các cái quy định để chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao cái chất lượng về văn kiện đại hội,
Thì lần này đó là cái này chúng ta phải chuẩn bị cho nó thật tốt. Nếu chuẩn bị tốt, chuẩn bị sớm thì chúng ta mới có thời gian là tổ chức lấy ý kiến đóng góp. Nó nhiều cuộc, nhiều cái lực lượng tham gia lấy ý kiến rộng rãi trong nội bộ của người dân thì nó mới chất lượng. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Huyện ủy Long Hồ trong xây dựng dự thảo văn kiện cần làm tốt công tác dự báo tình hình để từ đó xây dựng được dự thảo văn kiện sát thực, khả thi, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Chuẩn bị nhân sự đúng theo quy định, trong đó cần hết sức chú ý không để sót các đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng phát triển, nói phải đi đôi với làm và làm phải có sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Trước đó vào sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Nội dung kiểm tra về công tác thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban, công tác lãnh đạo chuẩn bị xây dựng văn kiện, công tác rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, các chức danh chủ chốt, những thuận lợi khó khăn trong công tác chuẩn bị rà soát bổ sung quy hoạch, nguồn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời yêu cầu Đảng bộ tập trung hoàn thiện văn kiện, đề ra mục tiêu giải pháp phù hợp. Về công tác nhân sự, cần thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác bố trí sắp xếp nhân sự phải đảm bảo tính đồng bộ, công tâm, dân chủ, khách quan và minh bạch. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp, xử lý kịp thời các tình huống và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và người dân để Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 thành công đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự có ông Phạm Văn Bé Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 87 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 44 đảng bộ và 43 chi bộ. Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban công tác lãnh đạo chuẩn bị xây dựng văn kiện, công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy định. Nhấn mạnh công tác nhân sự đặc biệt quan trọng, phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục bám sát hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, rà soát đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách, giới thiệu nhân sự quy hoạch, nhất là nhân sự chủ chốt, đảm bảo phương châm quy hoạch động mở. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát các văn bản hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội, nhất là những vấn đề còn vướng, còn khó, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ đạo chung trên địa bàn tỉnh. Trước đó vào sáng nay, đoàn công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại huyện Tam Bình. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long. Nội dung kiểm tra về công tác thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban, công tác xây dựng văn kiện, công tác quy hoạch cán bộ và nguồn nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Qua kiểm tra cho thấy, huyện Tam Bình đã thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp. Kết luận tại buổi làm việc,
Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chuẩn bị tốt mọi mặt, tập trung quan tâm nội dung văn kiện, nhân sự, điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội. Phân công các cấp ủy viên phụ trách địa bàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Để tiến hành tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên giao dịch việc làm tháng 5 năm 2024, kết hợp chương trình Cà phê Việc làm với sự tham gia của 6 doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài nước, cùng đông đảo người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong số 6 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm có 3 doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong nước và 3 doanh nghiệp tuyển dụng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra còn có 39 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng qua trung tâm, 45 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 5.000 lao động ở 65 vị trí việc làm trong và ngoài nước. Người lao động tham gia phiên giao dịch được doanh nghiệp tư vấn trực tiếp, cung cấp đầy đủ các thông tin về thị trường lao động, các chính sách tiền lương, những đòi hỏi về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và các chi phí cụ thể đối với các đơn hàng thị trường lao động nước ngoài. Về phía doanh nghiệp cũng có cơ hội phỏng vấn trực tiếp, thu thập dữ liệu hồ sơ người lao động, giới thiệu quảng bá và hình ảnh tiềm năng của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kết nối cung cầu lao động. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến phương thức thủ đoạn hậu quả do hành vi lừa đảo trực tuyến gây ra, sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã tổ chức hội thảo với chủ đề phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng, hiện nay các ứng dụng chat như Zalo, Telegram, Messenger, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang được tội phạm mạng tích cực lợi dụng nhằm tiếp cận người dùng, tạo nên các tình huống lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của người sử dụng. Đối tượng bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là người lớn tuổi, người lao động thu nhập thấp, sinh viên, trẻ em. Theo thống kê thì có khoảng 24 hình thức lừa đảo mà từ đời thường đi lên cái hệ thống online, và trong đấy là chủ yếu tập trung là qua các hình thức gọi điện thoại lừa đảo, nhắn tin lừa đảo, lừa cài phần mềm lừa đảo để chuyển tiền. Cái lỗ hổng lớn nhất hiện tại trong toàn bộ cái cơ chế an ninh mạng này chính là con người. Chúng ta nắm giữ rất nhiều thông tin, đầu tiên đó là mật khẩu, thứ hai đó là các cơ chế khóa bảo mật, và chúng ta cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tình cảm và những cái mối giao tiếp cá nhân, sau đó là những cái thông tin gọi là mật của chúng ta dễ bị lộ lọt. Để nâng cao kỹ năng an toàn cho người dùng mạng, giúp nhận diện được các dấu hiệu lừa đảo trên mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã giới thiệu phần mềm phòng chống lừa đảo cho người dân. Đây là ứng dụng cho điện thoại thông minh, được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Dự kiến phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiệm diện hẹp trong tháng 6 và chính thức ra mắt vào tháng 7 tới. Phần mềm sẽ được thiết kế hết sức là thân thiện và người dân có thể thao tác với một vài cái thao tác là có thể kiểm tra được những cái thông tin có dấu hiệu lừa đảo hay không. Phần mềm phòng chống lừa đảo thì sẽ sử dụng cái công nghệ về dữ liệu lớn cũng như là trí tuệ nhân tạo. Dựa vào những cái báo cáo của người dân gửi về thì sẽ phân tích và tìm ra những cái mối nguy hiểm mới xuất hiện hay là những cái vấn đề bất thường. Theo thống kê, trên cổng Cảnh báo an toàn thông tin năm 2023 ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP, trong đó 91% liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm trước đó. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện tốt công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Nguyên là trưởng ban dân tộc tỉnh, ông Sơn Rita đã không ít lần chứng kiến các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, hiểu rõ tác hại của những hủ tục còn tồn tại này. Sau khi về hưu, ông đã cùng ban ngành đoàn thể ấp tăng cường tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ hậu quả khi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đối với vùng đồng bào dân tộc ở ấp Phù Liên 1 này, thì trước đây thì có một số về, thứ nhất là về bên kết hôn cận huyết thống, thứ hai thật là tảo hôn, thì cái đó cũng có nhiều vụ, nhưng mà cuộc mình vận động hiện nay đó, thì bây giờ thì coi như bà con ta cũng am hiểu được. Người có uy tín cũng phối hợp với ban quản trị chùa tuyên truyền về pháp luật và thực hiện chính sách pháp luật đối với thuộc cho bà con ta hiểu.
thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Năm qua, ngoài tập trung tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ tư pháp hộ tịch, bí thư chi bộ, trưởng ấp, tỉnh Vĩnh Long còn phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, thay đổi hành vi về hôn nhân. Chú Rita thường xuống tuyên truyền cũng như là nói với tụi em là nếu mà kết hôn cận huyết thống là các con nó không được thông minh má. Hai là các con có khi có cái gì tật kết hôn trước độ tuổi á thì một là không làm kết hôn được nè, hai là vi phạm pháp luật nè. Tôi cũng về nhà tôi cũng vận động con cháu đừng nên làm như vậy, nó ảnh hưởng tới gia đình rồi con cháu gì sao. Nhờ có sự nỗ lực tuyên truyền vận động, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để tiếp tục duy trì cái công tác này thì ban tổng tiếp tục là tham mưu phối hợp với các ngành để làm sao là tiếp tục là quán triệt, đặc biệt là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là liên quan đến vấn đề là tảo hôn cũng như là hôn nhân cận huyết thống để làm sao có bà con chúng ta nhận thức đầy đủ ý nghĩa về việc là hậu quả của việc mà hôn nhân cận huyết thống. Qua đó thì góp phần mà cái nâng cao cái tầm vóc cũng như là nòi giống vùng đồng bào dân tộc. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Vĩnh Long còn tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1 2021-2025 với 8 trên 10 dự án được triển khai tại tỉnh. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống kinh tế, trình độ văn hóa và hiểu biết của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ họp tổ công tác đặc biệt báo cáo kết quả khảo sát thực trạng nhiều vườn cây tại xã Bình Hòa Phước bị cháy lá suy yếu theo phản ánh của nông dân. Tháng 4 vừa qua, người dân hai ấp Bình Hòa 1 và Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ phản ánh với Ủy ban Nhân dân huyện về tình trạng cây bị cháy lá suy kiệt. Người dân nghi nguyên nhân do cây bị ngộ độc muối từ nguồn nước tưới lấy từ kênh rạch trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ đã thành lập tổ công tác đặc biệt, trong đó có mời các thành viên thuộc các sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cho biết qua khảo sát, có hơn 13 hectare cây trồng trong khu vực gồm chôm chôm, sầu riêng, mai vàng, vú sữa quàng kim bị cháy lá suy kiệt. Kết quả quan trắc phát hiện trên hệ thống kênh rạch và trong mương vườn của nông dân có độ mặn làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Kết quả kiểm tra 24 giếng khoan của 15 hộ nuôi lươn trên địa bàn hầu hết bị nhiễm mặn với nồng độ từ 1,6 đến 4,8 phần ngàn. Tổ công tác đánh giá có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng cháy lá cây trồng trên địa bàn hai ấp Phước Định 1 và Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, trong đó không loại trừ bị ngộ độc muối. Và trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân chăm sóc phục hồi cây trồng. Bên cạnh đó, tập huấn cho các hộ nuôi lươn trên địa bàn chuyển từ kỹ thuật nuôi nước ngầm sang nuôi nước mặt. Đồng thời, huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện đóng các giếng khoan sai quy định. Thưa quý vị và các bạn, ở các huyện vùng nông thôn của tỉnh Vĩnh Long, trong những năm qua, việc đi lại của người dân đã có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Bên cạnh các công trình của nhà nước đầu tư, thiếu bằng nguồn vận động xã hội hóa, các địa phương đã quy động được nhiều nguồn lực để xây dựng cầu giao thông nông thôn, tạo diện mạo mới ở nông thôn và mang niềm vui cho nhân dân ở khu vực này. Cầu Phạm Thị Mến 1 bắc qua sông Trà Hoa, nối đường tỉnh 907 với nhiều ấp của xã Trà Côn, nối qua xã Thới Hòa, Nhân Bình, là một công trình tạo được sự đồng thuận rất lớn của người dân các địa phương. Trước đây, muốn qua lại con sông này, người dân phải đi đò và rất bất tiện. Chính vì vậy, có được cây cầu, nhân dân rất phấn khởi. Bây giờ có cây cầu qua lại ra sông thoải mái, xe cộ rồi cũng lưu thông rồi cho bà con trong sóc được
mừng, mua bán đồ cũng có giá cả đồ cũng đỡ hơn cái đi tàu đi phà như hồi xưa. Có cái cầu này tạo thuận lợi cho bà con cô bác vận chuyển hàng hóa và đi qua lại dễ dàng hơn. Thuận lợi là 100% gì lúc trước đi phà rồi nó khó khăn, đau bệnh đi rất khó, mà ban đêm không có ghe, không có phà đi được. Bây giờ thì nó thuận lợi rất tốt và ngày đêm về mình đi cũng được. Em đưa con em đi học cũng rất là dễ dàng nữa. Em thì cũng rất cảm ơn nhà nước và lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ xây cho cái cầu. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác vận động xã hội hóa nên 5 năm qua, huyện Trà Ôn đã vận động được 9 tỷ đồng xây dựng được 50 cây cầu giao thông nông thôn, trung bình mỗi cây trị giá khoảng 180 triệu đồng. Các công trình này kết hợp với sự đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, giao thông đi lại ở các địa phương hết sức thuận lợi. Dùng sâu dùng xa mà được những cái cầu khang trang như vậy thì bà con rất mừng. Điều kiện đi đứng của bà con thuận tiện, rồi cái trao đổi hàng hóa, nói chung là mọi mặt mình thấy nó cái sự phát triển của bà con được thuận lợi hơn. Đến thời điểm này thì coi như là đường giao thông cũng như là cầu đường á, là coi như là nối liền giữa ấp này giáp kia, rồi tổ này tổ kia. Phải nói bà con là rất là cảm ơn đảng nhà nước cũng như các mạnh thường quân đã hỗ trợ. Nhờ sự chung sức đồng lòng của nhà nước và nhân dân, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, nên huyện Trà Ôn đã bắt được rất nhiều cây cầu rộng rãi khang trang như thế này. Từ đó góp phần kết nối giao thông các xã vùng sâu với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Quà Phượng Đỏ Hải Phòng 2024 đang diễn ra tại thành phố Hải Phòng, ghi dấu ấn đặc biệt khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh vừa đón nhận quyết định của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Quần đảo Cát Bà là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Sự kiện càng mang đậm ý nghĩa khi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024. Và những hình ảnh về di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, nơi được ví như một bảo tàng địa chất quan trọng trong khu vực, cũng sẽ thay lời kết chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà góp phần nâng cao hơn nữa danh tiếng cũng như mang lại nhiều cơ hội lớn về đầu tư phát triển cho thành phố Hải Phòng cũng như tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.